Chào các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi trả lời tư vấn đất đai cho một bạn đọc của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Bạn bảo như thế này nè, bố mẹ tôi duy nhất chỉ có một mình tôi, nay bố mẹ tôi mất nhưng không có di chúc, sổ hồng, nhà đứng tên bố tôi. Vậy giờ tôi muốn chuyển sang tên tôi thì phải làm thủ tục gì, giấy tờ gì? Kính mong luật sư giúp đỡ. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái vấn đề, câu hỏi rất là dễ. Thì để trả lời câu hỏi của bạn đọc này, thì thứ nhất là tôi sẽ xác định lại những cái câu hỏi của bạn, và cái thứ hai nữa đưa ra lời hướng dẫn. Thưa quý vị và các bạn, ba mẹ mình chết, tài sản đứng tên ba mình. Vậy thì tại thời điểm ba mẹ mình chết, ông bà nội, ông bà ngoại còn sống không? Nếu trong trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại còn sống, thì chúng ta sẽ xác định thêm hàng thừa kế thứ nhất. Tại vì dữ liệu bạn đưa ra, bạn là người con duy nhất của ba mẹ bạn, cho nên mặc dù là không có di chúc, tuy nhiên bạn phải xác định cho tôi hàng thừa kế thứ nhất của mình trong trường hợp này có cùng hàng với ông bà nội, ông bà ngoại hay không. Nếu trong trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại chết trước ba trước mẹ, thì bây giờ một mình hưởng trọn bạn nhé. Đơn giản vô cùng. Còn bạn hỏi cái câu là tôi chuyển sang tên tôi, thì bạn sẽ làm những cái thủ tục như thế này. Ví dụ bạn đang ở quận huyện nào, thì bạn sẽ làm một cái gọi là khai nhận di sản thừa kế. Các bạn ạ, đây là một cái văn bản khai nhận di sản thừa kế của một người khác. Do lý do bảo mật cho nên tôi cũng không có đưa cho quý vị và các bạn xem được. Trong cái khai nhận di sản thừa kế thì bạn đến một cái phòng, văn phòng công chứng nào đó trong địa bàn tỉnh, thành phố. Ví dụ bạn đang ở Khánh Hòa thì bạn liên hệ với phòng công chứng, bất kỳ một cái phòng công chứng nào, để xin làm hướng dẫn làm một cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Nếu bạn đang ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đến bất kỳ một cái văn phòng công chứng nào trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để bạn xin hướng dẫn thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Nếu bạn đang ở Hà Nội thì mình sẽ liên hệ với văn phòng công chứng ở ngoài Hà Nội để được hướng dẫn. Cái việc mà bạn bảo là chuyển sang tên tôi phải làm thủ tục gì, thì tôi cho rằng thủ tục mà để sang tên từ người bố, người mẹ sang tên bạn được xem là khai nhận di sản thừa kế. Thì hôm nay tôi sẽ đưa cho bạn, bạn có thể search lên mạng cái câu văn bản khai nhận di sản thừa kế. Và hôm nay luật sư muốn đưa cho bạn những cái thông điệp rất cơ bản, những cái nội dung, nó gồm 4 nội dung cơ bản của khai nhận di sản thừa kế bạn nhé. Cái vấn đề thứ nhất là người để lại di sản. Thì các bạn biết rồi, ví dụ như bây giờ ba mình chết, đây là tài sản chung của ba mẹ mình hay là tài sản một mình ba? Nếu tài sản của ba mẹ mình thì mình khai luôn đây là tài sản của mẹ mất. Ví dụ như năm 2015 tới ba mất năm 2017, tài sản chung vợ chồng của ba và mẹ bạn, tài sản người để lại di sản gồm ba hoặc ba và mẹ. Các bạn nhé, bạn để ý nhé. Thì sau khi khai nhận thì bạn sẽ biết được rằng là tài sản này của ông A, địa chỉ, chết ngày mấy tháng mấy. Và trong quá trình này thì bạn phải cung cấp được cái di sản thừa kế. Thì bạn có trong tay rồi, di sản thừa kế bao gồm
nhà và đất, có sổ hồng nhà, thì bạn sẽ cung cấp cho phòng công chứng cái giấy tờ nhà, giấy tờ đất, sổ hồng, sổ đỏ gì đó. Vấn đề thứ hai thì bạn phải cung cấp được cái giấy chứng tử, cái giấy chứng tử của ba và của mẹ, nếu tài sản này là của ba và của mẹ, để mình phối hợp lại rằng là ông A và bà B khi chết không để lại di chúc và tôi là người con duy nhất các bạn nhé. Vấn đề thứ ba nữa là những người khai nhận và thỏa thuận phần di sản. Người khai nhận thì trong trường hợp này tôi đặt giả thuyết là ông nội bà nội bạn còn sống, thì chúng ta sẽ khai nhận là hàng thừa kế thứ nhất gồm có ba người là ông nội, bà nội và bạn. Còn nếu như trong trường hợp cái trình tự thủ tục mà ông nội, bà nội mất trước ba bạn, thì trong trường hợp bạn chỉ khai mình là người thừa kế duy nhất cái khối tài sản này. Trong cái người khai nhận di sản, chúng ta sẽ xác định được rõ cái mối quan hệ nhân thân, ở đây là giấy khai sinh. Bạn cung cấp cho phòng công chứng được cái giấy khai sinh bạn là con của người để lại di sản, con của ba bạn đó. Cái giấy khai sinh này phải cung cấp được bản sao hoặc bản chính càng tốt để đối chiếu. Qua vấn đề thứ tư các bạn ạ, là nội dung khai nhận và văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Nội dung thỏa thuận đơn giản thôi. Nếu trong trường hợp các bạn ạ, nếu trong trường hợp di sản thừa kế này, hàng thừa kế thứ nhất gồm có ba người, gồm ông bà nội chẳng hạn và bạn, thì chúng ta sẽ thỏa thuận rằng ông nội từ chối nhận di sản, bà nội từ chối nhận di sản và để, hoặc là ông nội và bà nội nhận di sản và cho lại cho bạn, thì bạn được toàn quyền. Sau đó thì nếu trong trường hợp cái giấy tờ đó các bạn, giấy gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đó, sẽ có cái cập nhật khai nhận di sản thừa kế theo văn bản số ngày mấy sang tên đăng bộ, qua tên toàn bộ tên của bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cái câu hỏi thật là khó khăn để mà luật sư phải có những cái kinh nghiệm trong suốt gần như 10 năm hành nghề để mà cung cấp cho quý vị và các bạn những cái thông tin chỉ dù một chút xíu kiến thức thôi. Tuy nhiên cũng có những cái câu hỏi thật là dễ dàng, giống như cái văn bản khai nhận di sản thừa kế này, để trả lời với quý bạn đọc. Cũng thông cảm cho tôi nếu trong bộn bề những cái công việc lo toan, thì cũng cố gắng tạo một chút cái sân chơi trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta để phục vụ quý bạn đọc. Những anh chị em rất là khát khao, mong mỏi, mong muốn để mà đưa cái kiến thức của người dân đến một cách trọn vẹn, nâng thêm cái ý thức pháp luật của người dân, để chúng ta có thể chọn, ví dụ như trong trường hợp quý độc giả của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, bạn không biết, thì bây giờ luật sư đã chỉ cho bạn, bạn sẽ đến cái văn phòng công chứng nào gần nhất, bạn liên hệ. Và nếu như trong trường hợp văn phòng công chứng đó họ có một cái đội ngũ, họ sẽ giúp cho mình hoàn tất cái thủ tục dịch vụ thì nó nhanh. Nhưng mà bạn cũng hiểu rằng là cái trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế mình cần cung cấp cái gì. Còn nếu như trong trường hợp mình đến phòng công chứng và phòng công chứng sẽ hướng dẫn cho mình trình tự thủ tục và mình tự đi cung cấp, thứ nhất là giấy khai sinh, cái giấy chứng tử di sản thừa kế, sau đó niêm yết và sang tên đăng bộ, sang tên mình, một cái trình tự rất là dễ, và tôi cho rằng là mình cũng không vướng bận những cái tranh chấp. Cho nên chúc mừng bạn, mình làm sớm thôi, và sau khi mà di sản do bản thân một mình duy nhất mình định đoạt thì mình có quyền tặng cho, cầm cố, chuyển nhượng cái tài sản của mình theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Qua cái video này thì tôi cũng
muốn hướng dẫn cho quý vị và các bạn một cái trình tự khai nhận di sản thừa kế. Nếu quý vị và các bạn, và đặc biệt là các bạn đọc gửi đến chương trình, nếu cần cái sự hướng dẫn của luật sư thì chúng ta cũng có thể để lại comment để chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi cho bạn một cái gói hướng dẫn khai nhận di sản thừa kế. Dĩ nhiên có lấy một cái phí nhỏ nhỏ, có thể chấp nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Như thường lệ thì tôi vẫn dành cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ cho quý vị và các bạn thông qua cái số điện thoại của tôi. Nếu quý vị và các bạn bữa nay không gọi được thì ngày mai gọi, và chúng ta sẽ song hành trong cái năm 2019 các bạn nhé. Các bạn đừng có một cái comment mà bảo là tại sao tôi không gọi được. Không gọi được vì do rất là nhiều người gọi tới chương trình, và các bạn hãy kiên nhẫn nha. Chứ luật sư thì không có từ chối những cái cuộc gọi của các bạn gọi đến trong cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ đâu ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn.